ở đây là hậu trường sau khi lễ tốt nghiệp ăn mừng nút bạc xong thì bây giờ về thì mới có thấy lá thư của YouTube ở đây, và anh em và các giáo sư cũng như là tiến sĩ thường mời về để mọi người nghiên cứu xem là cái nút bạc này nó như thế nào. Đó, mọi người đang nghiên cứu rất là kỹ ạ. Và Tường xin được đọc ạ. Do you remember you fit the subscribe ạ? You 100 tháng hỏi chấm. Và hiện tại You đã được 100 nút bạc, You có hạnh phúc không? Và kênh của bạn 100 nút bạc thì 100 subscribe. Đến bây giờ đã đạt được 100 lượt đăng ký. Và tất cả những người hâm mộ bạn đã tìm kiếm bạn trên kênh YouTube. Và bây giờ những người bạn của bạn sẽ ăn mừng và chia sẻ với bạn những cái video của bạn đã làm. Và chúng tôi sẽ luôn yêu thương kênh của bạn, và những người hâm mộ bạn sẽ cùng tất cả mọi người cùng nói và đón chờ những hành trình tiếp theo của bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ làm cho mình tiếp tục với 100.000 lượt đăng ký và với những điều khởi tạo mới tiếp theo. Và một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng bạn với những điều tuyệt vời và thành quả này. Và chúng tôi và những người fan hâm mộ của bạn sẽ còn yêu thương bạn nhiều hơn nữa. Và cuối cùng những người trong YouTube chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn và để hỗ trợ cho bạn trong thời gian dài tiếp theo. Và ngay bây giờ bạn đã sẵn sàng cùng với chúng tôi tiếp tục với những lượt đăng ký tiếp theo cho những điều sắp tới. Và tôi thực sự chúc mừng bạn đã đạt được 1.000 lượt đăng ký. Tôi là Sugan Wosuki, KOL của YouTube ạ. Xin mời đọc lại xem có đúng không ạ.